Mình xin chào tất cả các bạn. Đây là máy cảng toàn chính sóng vuông nha các bạn. Bây giờ thì cháu mình đã cắt đuôi rồi đó các bạn. Đây là toàn màu xanh ngọc, mình đã cán chín sóng vuông rồi nè các bạn. Cái này là toàn của Đông Á nha. Bạn thấy màu bóng đẹp không? Bây giờ cháu mình bò với em mình móc sẽ nhắn máy số nha các bạn. Cái này là máng sói hình vuông nha các bạn. Bây giờ cháu mình tiếp tục cán toàn lạnh sóng tròn nha các bạn. Thank you.
đây là tôm lạnh mình đã cán sống tròn xong rồi nè các bạn. Các bạn hãy xem video, like, chia sẻ và hãy đăng ký kênh để tạo động lực cho mình làm những video tiếp theo nha các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.